em mình lúc này á đắt hàng quá chị ha. Ừ, em công nhận á, chị Lệ giỏi thiệt á. Chị Lệ nhà mình á vừa giỏi vừa tốt bụng lại còn xinh đẹp nữa, ai mà được chị Lệ yêu á đúng là may mắn lắm á. Bởi vậy mới có con đĩa cứ bám hoài à. Mới nhắc là con đĩa nó lết tới kìa. Quét. Dạ. Em chào anh Tính. Ừ. À, chị Lệ đâu rồi Nguyệt? Dạ chị Lệ đi công chuyện rồi anh. Ừ, mà đi đâu vậy em? Dạ em cũng không biết nữa. Vậy hả? Cho ly nước đi về hả anh ơi? Alo, mình nghe này Tính ơi. Ừ, Dì đang đâu vậy? Mình đang ở nhà. Mình mới vừa gửi cho chị một cái đường link về một cái clip ở trên mạng á. Việc lên coi liền nha. Sao tự nhiên hôm nay là có hứng thú với mấy video clip trên mạng vậy? Thì chị cứ coi thử đi. Ừ, được rồi, nhắn tin đường link cho mình đi để mình coi. Ừ rồi. Diệc ơi, Diệc ơi, thầy giáo của con Thu mới vừa gọi điện thoại đến đó con. Dạ. Thầy nói là thầy đòi gặp mặt phụ huynh vào sáng ngày mai ở phòng giám thị. Dạ, vậy mai để con đi họp cho. Trời ơi, không biết lần này con Thu nó gây ra chuyện gì nữa đây. Thiệt, khổ vì con cái hết sức à. Con Thu nó sắp về chưa mẹ? Bình thường là giờ này nó về rồi, nhưng sao hôm nay vẫn chưa thấy nó về. À cô Thảo nè. Dạ. Tôi bận đi công chuyện, bà xã tôi có gọi đến á, thì cô nói là tôi đi tiếp khách nha. Dạ. Ừ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ, em chào chị Lan. Dạ, cô ta vừa mới gọi điện cho sếp với chị. Sếp dặn em á là khi nào mà chị gọi điện tới thì nói á là sếp đi tiếp khách. Dạ. Dạ dạ em biết rồi chị. Dạ, dạ em chào chị. Ủa anh Tính, anh qua lâu chưa? Ừ, anh chờ em sáng giờ á. Mà em đi đâu vậy? À, em đi gặp khách hàng. Chà, dạo này bận rộn quá ta. Chẳng có rảnh rỗi như anh. Ngồi đợi em từ sáng tới giờ nè. Tại vì có khách hàng đặt thiết kế quán cho nên là em phải ghé quán xem tình hình một chút đó mà. À mà anh đợi em có gì không? Nếu như mà anh nói á là anh nhớ em thì có được không? À vậy thì anh ngồi đợi tiếp đi ha. À trong lúc mà đợi em á, anh phát hiện ra một chuyện rất là bất ngờ. Chuyện gì anh? Chuyện gì mà nhìn mặt anh nghiêm trọng quá vậy? Đến mở cho em coi. Cái chuyện này á, em không tận mắt coi thì khó tin lắm. Bí mật dữ vậy ta. Em cứ coi đi, coi xong sẽ biết. Ủa chuyện gì vậy anh? Đó, em coi đi. Ủa Thu nè anh. Đúng rồi, chính là Thu, em có việc đó. Nhưng mà tại sao nó lại tham gia mấy cái vụ đánh lộn này vậy? Thì bởi vậy mới nói. Anh đã nói em không coi á, nên em không có tin đâu. Nào giờ Thu quen lắm mà. Vậy mới nói chứ. Mà anh gì biết chứ anh? Rồi, anh mới vừa nói chuyện gì rồi.
không? Anh tặng đi. Anh vô nhà được chứ? Ừ. Anh tới quán mà không gặp em. Dạ, em mệt nên em xin nghỉ. Ủa, mà sao anh biết nhà em ở đây vậy? Anh xin lỗi vì sự đường đột này. Tại có lần tình cờ anh đi ngang qua đây, thấy em ở đây. Tình cờ hay là đi theo em? Tình cờ theo em. Anh nói thật nha. Từ khi anh biết em, sao cứ tự nhiên thế giới em hoài à? Em cảm ơn anh, nhưng em có bạn trai rồi. Nhà của em hả? Nhìn sạch sẽ quá. Ủa, em ở con bệnh hay sao? Dạ không, em chỉ lại một phòng của chủ nhà. Ở đây, em ăn uống gì chưa? Dạ chưa. À, một tí nữa em đi ăn với bạn. Tiếc quá, anh tính bậy đi ăn. Chắc hẹn em bữa khác. Dạ, em cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng em đã có bạn trai rồi, và em đang bằng lòng với những gì mình đang có. Ok, anh hiểu rồi. Nhưng anh hy vọng là anh sẽ được gặp lại em. Thôi, anh về. Dạ. Chà, coi bộ làm ăn khám khá quá ha. Anh Tám. Thiệt là chú Đoàn, chú trốn tôi kỹ quá ha. Dạ, đâu có trốn tránh gì đâu anh. Chẳng qua em chuyển chỗ ở thôi mà. Sao tự nhiên chuyển chỗ ở vậy? Dạ, ở dưới không làm ăn được nên dắt chiếu lên đây kiếm cớ xin nhang. Như vậy á thì khoản nợ của tôi chú tính sao? Vợ chồng em cố gắng dành dụm để mang về trả cho anh mà. Vậy á chú dành dụm được bao nhiêu rồi? Anh cũng biết, thời buổi bây giờ khó khăn, người khôn của khó. Chà chà, chú cũng biết người khôn của khó nữa hả? Vậy mà chú đành đoạn chú nỡ lòng nào ôm của tôi số tiền hơn 20 triệu. Chú bỏ chú đi. Rồi bây giờ chú gặp tôi chú nói sao? Thật sự em không có ý trốn nợ anh đâu, mà không đủ số tiền đó để trả cho anh. Sao á? Lúc chú hỏi mượn tôi chú nói ngon lành quá vậy? Nào là nếu mà chú trúng vụ này á, là chú sẽ trả cho tôi cả vốn lẫn lời. Mong anh Tám hiểu và thông cảm cho vợ chồng em. Tưởng nuôi khá dễ lắm. Anh gì? Tôi á cũng không có muốn làm mang tiếng ở ác, nhưng á chú cũng biết rồi đó, ai cũng phải cần tiền để mà sống. Tôi á còn có con cái tôi phải nuôi nữa chứ. Dạ em biết. Thôi, tôi nói ngắn gọn, chú làm sao thì làm. Nếu mà không có trả thì đừng có trách là tôi ở ác. Thiện Tám, anh Tám thân tình em, cho em hẹn lại từ từ. Từ từ gì nữa, lâu quá rồi. Cũng may là có người nhìn thấy chỉ cho tôi, chứ không thì cũng không biết kiếm chú ở đâu nữa. Bây giờ hạn chót cho chú là 3 ngày. 3 ngày nữa tôi quay lại, không trả tiền cho tôi là không có xong đâu. Ê, kêu tao ra đây làm gì vậy? Ê, Trang, mày nói clip hôm bữa là lưu hành nội bộ mà sao bây giờ cả trường biết hết trơn vậy? Cuối cùng đứa nào để lộ clip đó ra? Ủa, mày biết rồi hả?
Nhưng mà sao mày biết? Hôm qua mấy cái đứa trong trường cứ nhìn tao chỉ chỏ chỏ bàn tán. Bây giờ chắc cả trường đều biết, nhưng mà đứa nào post clip đó lên? Tao cũng không biết nữa. Hình như là điện thoại của Hồng bị hư rồi mang ra tiệm sửa. Hiểu luôn. Vậy là bây giờ cả trường đều biết tụi mình tham gia quýnh nhau. Đẹp mặt quá. Chuyện ngoài ý muốn thôi. Ăn chơi mà sợ mưa rơi à? Mày không hiểu, tao không có muốn mang giám hiệu nói chuyện với gia đình nữa đâu. Chắc cũng không đến nổi đâu. Tao thấy mấy đứa ở trường mình đánh nhau như cơm bữa. Không lẽ mình xu dữ vậy sao? Ba má tao nói rồi đó. Tao mà bị ban giám hiệu gọi lên một lần nữa thôi là tao chết chắc, mày biết không? Mày có làm như trời sập không bằng. Sập chứ sao không sập. Nhà mày thì khác, mày ăn chơi ba má mày có thèm để ý đâu. Còn nhà tao, ba má tao khó lắm. Ông bà nói rồi, nếu mà lần này tao bị kêu lên ban giám hiệu một lần nữa là ông bà cấm cửa tao luôn. Anh hai tao mới về nữa, mày không biết gì hết á. Cấm cửa thì khỏi về chứ sao. Ơ, mày nói vậy mà nghe được á? Sao mà không được. Lâu lâu chán đời tao bỏ đi chơi vài ngày hoài đó có sao đâu. Nhưng mà mày bỏ đi vậy rồi sao mày về? Thì lần nào bị phát hiện á thì được năn nỉ về. Còn không mày chơi chán nó về. Nhưng mà nhà tao thì khác. Nhà tao khó lắm. Với lại ba với anh hai tao biết tao tự ý bỏ nhà đi như vậy là ông bà đuổi đi luôn á. Ủa mấy bữa tao thấy mày á lì lắm mà. Sao tự nhiên hôm nay nhìn mày lo lắng quá vậy? Anh hai tao mới về, tao không muốn ông biết chuyện đâu. Dạ, thương anh hai dữ hen. Thôi đi mẹ ơi, lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa. Cứ đi một lần cho biết mùa đời. Để tao suy nghĩ đã. Thôi đi. Đi bụi mà còn phải suy nghĩ nữa hả? Mày cứ đi, thích thì cứ đi. Tao nói mày nghe, lần này mày đi cứ coi như là mày đi tránh bão vậy đó. Được không? Sao mà không được. Cứ đi đi. Cứ coi như là giờ mà ổng bỏ vài ngày vậy đó. Trời ơi, sao nóng quá vậy nè. Cô chăm sóc tôi thật đẹp. Không thật á, thì là cái gì đây? Mà sao uống rượu á, say tới cái mức mà bị rung gió dữ vậy? Ôi, uống rượu hết nè. Vì tôi buồn. Tôi buồn lắm. Tôi buồn là vì cô đấy. Tôi làm gì mà ông buồn? Tôi buồn là vì cô không hiểu nỗi lòng của tôi. Ai nói là tôi không hiểu? Tôi hiểu hết mà. Cô hiểu à? Cô hiểu hết phải không? Ừ. Thế thì cô trả lời thẳng tôi một câu nhá. Cô trả lời thẳng nhá. Tại sao cô lại chăm sóc cái thằng cha su tận tình đến như thế? Tôi chăm sóc hồi nào? Rõ ràng cô chăm sóc nó ngay trước mặt tôi. Cô nói thẳng với tôi đi. Cô Vi, cô nói thẳng một câu đi. Cô thương tôi hơn thằng cha su. Nói một câu đi. Vi ơi. Như vậy nãy giờ ông nói chuyện với bà Vi chứ không phải nói chuyện với tôi phải không? Nhưng mà tôi cứ tưởng đồ ác đó. Nói một câu đi. Thiệt tình, còn chi cái thiệt là hết nói nổi. Thằng Việt nó cũng đang kiếm con Thu đó, thì ông cũng chờ con sao đã. Còn bà, nếu mà bà biết chạy xe để đưa đón con cái như người ta thì dễ quản lý con biết mấy. Trời, ông nghĩ sao vậy? Ông có sao không? Lúc trước á, chính ông nói với tôi á là đừng có chạy xe vì ông sợ tôi gây ra tai nạn mà. Đó là lúc trước. Còn bây giờ thì khác. Con cái nó hư hỏng đến mức nào rồi
bà còn không biết hay sao? Lần sau á, bà đi họp đi, tôi không còn mặt mũi nào để gặp thầy chủ nhiệm của nó hết. Thằng Việt nó nói á, nó đi thai rồi. Hết rồi nổi bà nè. Đúng là con hư tại mẹ mà. Sao không kêu cô gì nữa đi? Kêu tôi làm gì? Lúc nãy say quá, bét nhè, mê đi, nhầm lẫn, vu mới ví mà. Thôi, bà bỏ qua cho tôi nha. Tôi mà không bỏ qua, thì tôi đã không bao giờ qua đây rồi. Tôi biết tôi dạ hơn người ta, xấu hơn người ta. Ông là đồ xấu xa. Có biết là đang bệnh không? Làm gì vậy? Đập chết cái thằng cha xấu xa này đi chứ sao nữa. Chết rồi tôi biết làm sao. Từ trước tới nay tôi chỉ làm cho cô buồn thôi, đúng chưa? Thế mà cô vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi. Có gặp hoạn nạn mới biết đâu là người tri kỷ. Nhưng mà vẫn chưa muộn nhỉ. Từ nay trở đi tôi hứa là tôi sẽ đối xử tốt với cô. Tôi không tin. Sao lại không tin? Tôi lấy danh dự của thằng trưởng thôn, tôi thề với cô, từ nay trở đi tôi sẽ đối xử tốt với cô. Hứa là phải nhớ. Ôi trời, sao lại đánh người vậy? Xin lỗi tôi quên. Xí xóa nha. Mình xí xóa cho nhau nha. Được không? Để tôi nấu cho ông ít cháo hành. Thôi, tôi không ăn cháo hành nữa đâu. Vậy giờ ông muốn ăn gì? Nói đi, để tôi nấu. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ chiều rồi. Đến giờ lên lớp chưa? Ông còn mệt, lên lớp làm gì? Không được, tôi phải lên lớp. Cậu Việt cậu lên thành phố rồi, bây giờ lớp học chỉ còn mình tôi thôi. Thì cũng phải chịu vậy thôi, để cho mấy đứa nó nghỉ một bữa. Ông như vậy mà đi á, thì mai bệnh á, hết vậy luôn á. Thế thì bà qua bên lớp nói cho bọn trẻ một câu được không? Chuyện đó để tôi lo, ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cô tốt với tôi quá. Tôi cảm ơn cô. Có lòng á thì làm việc gì có ý nghĩa đi. Đừng có nói mà không làm. Biết rồi, khổ lắm, giận kỹ thế. Mày ngó gì vậy Thu? Trang ơi, tao mệt quá à. Hay là tối nay qua nhà mày ngủ nha. Đâu có được. Giờ này về nghe bà già tao chửi, điếc cái lỗ tai. Dẫn thêm mày về nữa, bà chửi càng nhiều.
Nhưng mà sao ở đây được? Nhìn kìa, tao sợ quá à. Thôi ngồi đây chơi chút cho mát rồi đi, chứ có ngủ ở đây luôn được đâu. Ê, hay tao với mày lên internet chơi. Còn tiền nó đâu rồi đi? Thì chơi xong để điện thoại lại. Cũng được, nhưng mà để tao nhắn tin về cho nhà tao cái đã. Để tao coi. Xong rồi đi thôi. Đi. Ba, Thu vừa nhắn tin về nữa ba. Vậy nó đang ở đâu? Nó không có nói. Nó chỉ nói là nó đang có chuyện buồn, xin phép ở lại nhà bạn một đêm. Nhắn xong rồi nó tắt máy luôn, con liên lạc không được. Có chuyện buồn á? Là tự ý bỏ nhà đi vậy sao? Sao không biết nghĩ cho người khác chứ? Ba bình tĩnh đi. Còn gì cái, muốn cái gì cũng tự ý làm. Theo con nghĩ, chắc là con Thu đã đang có chuyện gì mà nó không thể nói ra được. Có chuyện gì thì cũng phải nói chứ. Nó cũng lớn rồi ba. Có những chuyện đôi khi nó không thể nói với ba mẹ được. Mà con cảm thấy mọi chuyện ra như thế này cũng có phần lỗi của con. Nếu con ở nhà thì có lẽ là khác. Có lẽ là lỗi do ba mẹ quá tin tưởng nên mới lời là thiếu quan tâm tới nó đó con. Ba nè, con có chuyện này muốn hỏi ba. Con hỏi đi. Dạo gần đây ở nhà mình có xảy ra chuyện gì không ba? Chuyện gì là chuyện gì? Con chỉ nghĩ là đôi khi nó buồn chuyện gì đó ở nhà cho nên. Ở nhà thì có chuyện gì đâu. Ba với mẹ xưa nay vẫn vậy. Lâu lâu thì cũng có lời qua tiếng lại. Chỉ vậy thôi. Đâu có gì to tát đâu con. Dạ. Công việc gần đây của ba cũng có gặp nhiều khó khăn. Nên có khi ba cũng lơ là trong gia đình. Nhưng mẹ con cũng hiểu ba mà. Dạ. Ba thấy lo quá. Tuổi của nó mà gặp bạn xấu rủ rê thì dễ hư hỏng lắm. Hơn nữa nó là con gái của con. Vậy ngày mai con sẽ đi tìm em Thu. Bây giờ khuya rồi, thôi ba đi ngủ đi. Con không vô ngủ luôn sao? Dạ ba cứ ngủ trước đi. Hồi nãy cô uống ly trà, bây giờ con ngủ. Ừ, ba đi ngủ trước. Con cũng nhớ đi ngủ sớm nghe. Dạ. Về phương nam lắng nghe cung đào, cuốn thức thầm dưới căn mơ màng. Rồi theo sông cửu long nhớ nhung dân tràn. Chờ thương con sao bay xa bầy, thương khói buồn đến còn sao sầu sao đó sầu lòng bay vạn liều còn sao bay theo phương
bay ra con sao ngó câu hát đừng ca tiếng tơ dao cháy lên trong nhà tâm sự hát lên một lần để một đời xa nhau đàn thiên thúc đứng ta rồi theo sông dài cánh mở sông bùi còn chỉ nữa biển dâu đã đuổi người về phương nam ngắm sông đời nhớ lúc bình thường.